Nhiều người cũng không quen sử dụng những bộ Bentenbox trên Linux như Kali Linux, và chúng ta cũng có sử dụng một bảng chạy trên USB như ngày chiều hôm qua là Bentenbox, mặc dù trên đó nó cũng có những cái ứng dụng khá hay như là Metaploid rồi The Harvester Network Miner trong cái bài hôm qua chúng ta đã thử nghiệm. Nhưng chúng ta thấy rất là nhiều ứng dụng nó chạy không ổn định. Cũng đúng thôi, nó chạy portable như vậy không thể nào mà ổn định được. Cho nên vì hôm nay chúng ta sẽ thử nghiệm một cái kiểu Bentenbox mới trên Windows rất mới mẻ và cũng rất mạnh mẽ. Đó là Commando của hãng FireEye. Cái ứng dụng này nó mới ra khoảng một tuần thôi và tôi sẽ hướng dẫn cách triển khai. Thì ví dụ như ở cơ quan hoặc những môi trường mà có cái điều kiện về máy móc á, chúng ta có thể dành một cái máy laptop cho nó chẳng hạn. Và trên đó chúng ta sẽ dựng một cái máy ảo, chúng ta cài cái bộ app Commando này thì mình có thể mang đi ở bất cứ nơi đâu để chúng ta triển khai test, gia cố bảo mật, kiểm soát, và đương nhiên là nó cũng là những ứng dụng hacking ở trong đó cả. Đây là một trong những cái bộ ứng dụng khai, và cái cơ chế triển khai nó như thế nào tôi sẽ hướng dẫn chi tiết. Hiện nay trên YouTube những cái video hướng dẫn này nó còn ít tại vì nó mới quá mà. Đầu tiên thì chúng ta phải cài đặt một cái máy ảo Windows 7 hoặc Windows 10. Thì Windows 7 nó phải yêu cầu là FP1. Và các anh chị nào mà muốn thử nghiệm thì tôi có chia sẻ cái file Windows 7 FP1 trên cái máy SCNA tại phần 2 thứ 456. Đây là cái file phải cài. Cái cài của nó tôi đã download từ trước rồi. Sau đó chúng ta tạo một máy ảo Windows 7 FP1 trên máy ảo VMware hoặc là VirtualBox. Tôi sẽ hướng dẫn cài trên VirtualBox. Thì lưu ý là khi cài là đặt ổ cứng phải trên 60, trên 60GB ổ cứng của máy ảo đó. Sau đó chúng ta tiến hành cài command VM trên máy ảo. Đa số là các thao tác nó sẽ tự động nó làm cho chúng ta thôi, nhưng mà cũng phải triển khai tỉ mỉ. Lưu ý chỗ này, lưu ý nữa là cần update hệ thống đầy đủ, không thôi là nó không chịu. Bổ sung các tính năng đó là chúng ta sẽ cài đặt bình thường. Vậy thì đầu tiên thì tôi sẽ hướng dẫn cả bước cài đặt cái máy ảo mới luôn, mặc dù đơn giản chứ nhiều khi một số anh chị chưa quen làm thì cũng gặp trở ngại. Cái này thì ai quen làm thì nó dễ thôi, còn chưa làm thì nó hơi trở ngại. Ví dụ như ở đây tôi tạo một máy ảo mới như thế nào, máy ảo trên Windows XP FP1. Đây bộ toolbox tôi thấy nó khá là đầy đủ và chạy trên Windows nữa thì là nó rất tốt. Thì tôi chọn new, đặt cái tên là ví dụ như là Windows Bentest Box. Cái chữ Bentest nghĩa là một cái hành động mà chúng ta kiểm định những cái vấn đề về an ninh bảo mật. Nó cũng tương tự như cái hành vi hacking vậy thôi, nhưng mà nó mang tính chất hợp lệ, hợp luật, thì nó hay gọi là Bentest. Và các dịch vụ ở ngoài mà khi chúng ta thuê đánh giá điểm yếu bảo mật cho một cái cơ quan của mình hoặc là cái nào đó thì nó hay gọi là Bentest. Và Bentest là nó một phần của cái quy trình nó gọi là ethical hacking. Nó trái ngược với những cái hành động hacking mà trái phép. Đó là những cái vấn đề mang tính chất thuật ngữ. Cái vị trí mà tôi cài đặt thì tôi trỏ qua cái ổ box để cho nó nhẹ. Tôi tạo thành là đây là Windows Bentest Box chẳng hạn. Tức là tôi sẽ tạo một máy ảo ở đây. Là cái bước mà tạo máy ảo, nếu như ai chưa quen thì sẽ theo dõi các hướng dẫn của tôi. Đầu tiên là memory size, đặt cái RAM cho nó. RAM cho nó thì khoảng 2048, tức là 2GB đó, máy Windows 7 mà. Chúng ta đặt cho nó khoảng 2GB là được rồi. 2048, ví dụ như RAM ở đây chúng ta là 4GB thì chúng ta dư sức đặt cho nó 2GB rồi, máy thật 2GB là chạy ổn. Chúng ta click next. Create a virtual hard disk now, tức là chúng ta phải tạo một cái virtual hard disk mới. Đây là cái bước mà chúng ta tạo máy ảo thôi. Cài từ đầu đó. Chúng ta click next. Là nó sẽ tạo, thì nó sẽ có các định dạng. Chúng ta cũng mặc định là chọn cái định dạng là VirtualBox Disk Image rồi chọn Next. Ở đây nó có hai dạng Dynamic Allocate với Fixed Size. Thì theo như tôi thử nghiệm á, Fixed Size chúng ta đặt 60GB thì hình như là nó chiếm trọn luôn 60GB dành riêng trên cái điểm cứng của mình vật lý.
Còn mà Dynamic ví dụ như chúng ta đặt là 60GB, nhưng mà trong cái máy ảo thật sự nó mới chiếm khoảng là 40GB thôi, thì nó chỉ chiếm khoảng cái dung lượng là 40GB. Đó là những cái khác biệt. Các anh chị có thể chọn Dynamic để tiết kiệm dung lượng, còn fixed size để cho nó cố định luôn cũng được. Đó là hai cái tình huống mà chúng ta muốn sử dụng thế nào. Đây tôi để cho nó ổn định thì tôi chọn fixed size. Thật ra chưa chắc là nó ổn định hơn hay không, nhưng mà tôi chọn fixed size. Rồi select size của Virtual Hard Disk này. Ở đây là lưu ý chọn là nó phải trên 60GB, không thôi nó không cài được. Chúng ta chọn ít quá là lát nữa khi cài nó báo là cứng dưới 60 là thua luôn. Tôi chọn 66 đi, 66GB. Tôi chọn create là tạo cái ổ cứng mới. Lúc này nó sẽ tạo một cái ổ mới. Đây là bước tôi triển khai từ đầu luôn để cho mọi người có thể tiến hành và dễ dàng làm lúc nào cũng được. Đây các bước làm tôi có capture lại cái video cho nó đầy đủ ở đây. Cái Zoom ID là 991503-2019. Các anh chị có thể cài Zoom Drone vào để thấy màn hình của tôi từ xa cho nó dễ dàng. Nó thấy là được bước nó tạo cái hạt disk nên nó hơi lâu một chút, khoảng 6-7 phút. Bộ tool này thì nó gồm có những cái chức năng nào, tôi sẽ xem từ cái trang chủ của nó để xem nó giới thiệu những ứng dụng. Trước giờ là chưa có nè, trước giờ chưa có bộ tool nào dành cho Pentest mà trên Windows, nó mới ra tháng 3 vừa rồi 2019 là khá mới. Tại vì chắc là cũng nhiều người dùng Windows mà nhu cầu Pentest thì hoặc là kiểm định bảo mật cũng khá nhiều, nên một số công ty, một số nhóm. Và có một cái điểm hay là trong cái nhóm đã phát triển bộ tool này như có một người Việt đó. Người Việt mình cũng khá là giỏi đó. Commando VM. Bây giờ cái trang lưu trữ của nó là GitHub. Thời gian nó đang tạo đĩa, tôi mở ra cái trang chính của nó. Thì nó có những cái ứng dụng cài đặt trên Win 7 này hoặc là Win 10. Thì chúng ta nên cài trên Win 7 được rồi. Tại vì và đương nhiên là mình có thể cài trên máy thật. Máy thật thì chắc chắn là nó sẽ chạy nhanh hơn nữa. Nếu như mà một cái tổ chức họ có điều kiện dành riêng một cái máy, cài máy thật đương nhiên chạy nhanh hơn. Còn không thì cài máy ảo nó cũng khá là ổn. Máy ảo thì nên cài Win 7 cho nó nhẹ nhàng. Đây là cái yêu cầu của nó nè, Win 7 thì phải Service Pack 1, hay là Win 10 thì nó không có hạn chế gì cả. Service Pack 1 trở lên đó, ổ cứng 60GB, RAM là phải 2GB, đó là những cái mà nó yêu cầu đưa ra. Và khi cài xong thì nó sẽ có những công cụ nào? Có những công cụ kiểm soát từ xa trong bộ tool Active Directory tool, tức là kiểm soát quản lý về Windows. Ngoài ra có một bộ SIG Internal, đây là bộ tool khá là nổi tiếng của Microsoft mà nó cho chúng ta hoàn toàn miễn phí. Microsoft còn có nhiều tool miễn phí rất mạnh mẽ, trong đó có bộ SIG Internal. Những công cụ rất là đặc trưng trong bộ tool này, ví dụ như TCP View, rồi BS Tool, BS View, BS Tree, Process Explorer, Auto Login để kiểm soát những chương trình nào login, logon và rất là nhiều ứng dụng khác. Trong đây nó có 30+ công cụ nằm trong SIG Internal nó cài sẵn chúng ta. Rồi những ứng dụng thuộc dạng Command Control như Boot C2, công cụ phát triển thì nó có Git, Java, Python 2 và Python 3 nó cài sẵn. Những cái này rất là cần thiết tại vì nhiều khi mà mình cài riêng đó, rất là mệt. Evasion tức là công cụ mà qua mặt các chương trình antivirus đó, thì nó sẽ có một loạt các chương trình khác nhau để mà thử nghiệm những cái mẫu mã malware tạo ra mà antivirus nó có tìm được hay không. Điều này nó cũng gây rất là mệt mỏi trong vấn đề và quản trị phòng chống, bởi vì nó vượt qua cơ chế kiểm soát thì chúng ta rất là khó dò tìm. Các công cụ khai thác thì chúng ta thấy có những chương trình như là trong đây chắc chắn nó phải có Metaploit rồi này. Metaploit ngoài ra nó còn có MetaTwin rồi rất là nhiều ứng dụng khác nhau. Thật ra là mình chỉ cần nắm một số cái chính trong đây. Tool thì có lẽ là mình cũng đã biết, nhưng mà để triển khai nó
trên Windows cho thuận tiện. Ví dụ như muốn triển khai cái Metaploit này trên Windows cài cũng khá là vất vả. Những thông tin công cụ thu thập thông tin thì nó nằm trong phần Information Gathering có Nmap, Power View. Nmap mà chúng ta hay dùng nó dạng là công cụ thu thập thông tin, nó quét để mà thu thập dữ liệu trên máy từ xa. Rồi những ứng dụng networking tức là để mà dò quét kiểm soát mạng thì có WiSAT này. WiSAT hôm qua chúng ta chạy trên bên Dropbox thì nó lại có lỗi, nó không ổn định. Mặc dù nó thuận tiện là nó chạy được trên ổ USB đồ các thứ nhưng mà nó lại không ổn định. Putty, Telnet, OpenVPN, VNC View, Password Attack là dùng để bẻ khóa đó. Nó có Hackcard là khá nổi tiếng này. Hackcard này nó có thể chạy trên GPU, Minicard và một loạt cái khác. Thì thật ra trong cái dãy này tôi nắm một số cái thôi chứ nó nhiều ứng dụng mà khi cần cái nào chúng ta xài cái đó. Các ứng dụng dịch ngược, rồi ứng dụng thông thường như 7zip, WinZip, AutoX nó cũng gom sẵn luôn. Tại vì cái thuận lợi của nó là chạy trên Windows đó nên nó cài được rất là nhiều thứ khác nhau. Công cụ phân tích Vulnerable Analysis thì có Zban Group 2. Ba cái này tôi chưa xài nhưng mà chúng ta nên cài thêm như là ứng dụng Nisus. Tại vì nó không có. Nisus là một ứng dụng khá là mạnh mẽ mà đang chạy trên Windows nữa, mình cũng có thể cài nhanh chóng và dễ dàng. Về phân tích web thì nó có PubSui, Fido, Firefox, OpenJack cũng giống như trên Kali Linux. Worklist tức là nó có sẵn cho chúng ta FullDB, Setlist. Những worklist này nó có cả triệu cái từ điển về mật khẩu để chúng ta bẻ khóa, nhưng mà thật ra những cái từ điển này nó dành cho nước ngoài hoặc là những cái tập từ điển thông dụng của tụi Tây. Còn tụi Việt Nam thì nhiều khi các attacker họ hay bổ sung thêm những cái từ điển mà thông dụng của Việt Nam, những khi họ thu thập từ trên mạng rồi đó, rồi họ nhét vào. Và đương nhiên là nó phải có những cái bản quyền kèm theo khi mà triển khai những bộ ứng dụng này. À, tức là khi chúng ta cài đặt thì nó sẽ có đầy đủ tất cả những ứng dụng này trên hệ thống cho chúng ta. Tôi quay trở lại với cái ổ đĩa của mình thì lúc này nó đang tạo ra. Như chúng ta biết là các dòng máy ảo thì nó có hai loại chính là VirtualBox và VMware. Ngoài ra trên Microsoft thì nó có 2-3V chạy cũng rất là ngon. Nhưng mà 2-3V thì phải chạy và cài trực tiếp trên cái dòng của nó. Nó không có linh động như các máy ảo VirtualBox hoặc là VMware. VMware thì bản miễn phí của nó VMPlayer. Còn VirtualBox thì nó free luôn hoàn toàn. Mỗi cái nó có những điểm mạnh yếu riêng. Chạy trên VirtualBox thì chúng ta phải lưu trữ lại những cái snapshot, tức là những cái tình trạng của nó. Còn trên VMware nó không lưu được, ngoại trừ chúng ta sử dụng bản xịn là VMware Workstation. Còn VMware Player là nó không cho. Và các máy ảo này đương nhiên là nó cũng thể cài đặt trên cả Linux. Ví dụ như có nhiều hệ thống lab hướng dẫn đó, nó cài Kali Linux trên máy thật, sau đó nó cài VirtualBox trên máy ảo để nó chạy một cái máy mà nó thực hành các bài thử nghiệm đó, attack khai thác. Nó cài máy ảo trên VirtualBox rồi trên đó nó cài Windows, tức là máy ảo chạy trên Kali Linux luôn. Mùa tool này sau này chắc chắn sẽ được rất là nhiều chuyên gia họ review và đánh giá rất cao. Hiện nay thì có những bộ tool như là Sunseed của hãng Sun á, tôi giới thiệu thêm, mà được nhiều chuyên gia đánh giá rất cao. Nó chuyên dùng không phải cho vấn đề pen test mà truy tìm chứng cứ số của hãng Sun, nhưng mà chạy trên Linux thôi, nó gần giống Kali Linux vậy. Nhưng nhiều được chuyên gia đánh giá đây là bộ tool trị giá tới tương đương những ứng dụng của ứng dụng 10.000 đô mà được cung cấp sử dụng hoàn toàn miễn phí. Đây là bộ tool Sunseed này. Chúng ta thấy cái file của nó là file OVA, nghĩa là chúng ta sẽ import vào và chạy trên VirtualBox. Nó chạy cũng khá là ngon. Ở trong bộ Sunseed này nó có mấy cái nó gọi là mấy cái hình đó, mấy cái hình treo. Nó cho mình download về và in ra để mà treo lên cho đẹp, nhìn cho có vẻ chuyên nghiệp. Những cái hành động để mà dò quét kiểm định những cái hệ thống, những cái đó này gọi là gì nhỉ,
Butcher hay Butter gì đó. Tôi thử tìm một cái xem. Nó cũng khá là hay đó. Xăng Butter. Ví dụ như nếu như chúng ta đó, xăng Butter này. Ví dụ như Honey Irving là một cái Butter chuyên về chuyên về dò quét mã độc, tức là khi mà nó in ra là chúng ta in ra to được booster mà nó thiết kế để chúng ta in to treo trên văn phòng cái đồ đó rất là đẹp. Như cái này nó bài hỏi mình phải có một cái tài khoản. Trong thời gian nó đang tạo cái điểm cứng nên tôi giới thiệu thêm. Này không nhớ password đâu. Vấn đề lưu trữ mật khẩu mà có quá nhiều tài khoản này, chúng ta cũng nên có một kỹ thuật lưu bằng một cái ứng dụng, cái app cho nó tích hợp. Ví dụ như LastPass chẳng hạn. Nay lúc vào Gmail nó đưa ra thông báo Gmail bước sang tuổi 15. Vậy nè, 5 năm rồi đó. Lúc này thì cái đĩa cứng tôi đã tạo xong rồi nên tôi quay trở lại với cái việc tạo máy ảo tiếp tục. Như vậy thì đây mới là bước đầu tiên của quá trình tạo một cái máy ảo. Chúng ta sẽ khai báo thông tin RAM rồi đĩa cứng. Cái RAM thì có thể thay đổi được chứ đĩa cứng không thay được nha. Đĩa cứng là thay đổi khai báo cào để cài rồi là nó rất khó thay đổi nên chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta chọn setting này, chọn trong nút setting này. Sau khi chọn setting thì chúng ta xem trong cái cột ở tay trái nó có một General System Display Storage. Chúng ta phải chọn cái storage là phần lưu trữ. Việc cài cái này mà trên VMware thì nó đơn giản hơn. Click rồi nó hỏi chọn file ISO ở đâu thôi. Còn cái này nó phải chọn trong cái storage. Rồi sau đó chúng ta phải chọn trong cái mục là empty. Bên này nó có controller VDI rồi empty. Empty thì bên tay phải nó sẽ có cái attribute optical driver là đĩa, chắc là đĩa CD, DVD gì đó. Chọn dùng trực tiếp thì chọn cái này. Ở đây chúng ta chọn từ file ISO á. Nên chúng ta chọn ở đây, file ISO thì tôi có share lên trên thư mục 345456 của anh Tuấn chia sẻ trên máy SCA đây. Ta chọn đây và chọn cái file ISO của mình. File ISO thì lưu trên máy nào thì ở chỗ nào chúng ta đương nhiên cài qua mạng thì không được rồi. Copy về máy mới cài được. Rồi chọn OK. Là xong, coi như chúng ta chọn ISO và chúng ta click nút Start. Lúc này thì quá trình cài đặt nó sẽ đã diễn ra giống như cài một hệ thống Windows bình thường. Đây là màn hình Windows 7. Đây mình có sai bước gì? F8 hả? F8. File nào vậy? chưa nốt mới gần còn ngắn gọn nên mình chưa có để. Đó, mình phải cài trước cái Windows 7 đã. Cái file ISO đó, chúng ta phải copy cái file ISO về trong thư mục 456 về máy đó để mình tiến hành cài Windows 7 đã. Nãy chúng ta thiếu một bước chọn cái OS ban đầu rồi. Nó chuột nó nằm trong đây luôn, sẽ nó không thoát ra được nha. Win 7 Professional
64 bit. Này tôi bị lỗi ở một bước rồi. Chọn setting lại xem sao. Đây có lẽ trục trặc nên tôi tạo lại tôi sẽ bị có thể bị sót ở bước này. Commando Microsoft Windows phiên bản 64 bit. Vị trí user này nó cũng nhiều khê nha. New Winbox .net memory RAM 2048 là đủ rồi. Net ổ cứng tạo cứng dynamic luôn. Đây chọn 65 đi. Chọn lại 66. Great. Chọn dynamic thì nó nhanh hơn khi mà chọn fixed size. Lại setting lại. Storage. Ok. Đây tiến trình cài đặt nó diễn ra bình thường là hồi nãy có lẽ mình quên chọn cái bước đầu tiên chọn cái hệ điều hành xác định thế nào đó. Còn quá trình cài đặt thì nó cũng thông thường thôi đúng không? Các anh chị muốn cài thì chúng ta vào cái máy SCNA nha. SCNA thì chúng ta chọn ở cái thư mục vào ngày 456 đó, nó có một cái file ISO ở Windows 7, chúng ta copy về máy của mình rồi mình có thể làm theo các bước của tôi dễ dàng. Đây tôi chọn net. Chọn install now. Cài đặt cái này thì nó cũng khá là dễ thôi, giống như chúng ta cài máy thì thao tác này chúng ta chắc là mọi người cũng cài rất là nhiều lần rồi. Ngày nay cài đặt các hệ điều hành khá là đơn giản. Trước đây máy móc nó cũ rồi lỗi dù RAM bị hư chút hoặc là bị cứng, nó có bị bad setter, cài nửa chừng nhiều khi nó load file lên không được, nó lỗi. Tôi đã từng cài Windows Server 2000, cài từ sáng tới chiều luôn, cài mới xong, tại vì nó cứ load hệ điều hành nửa chừng là nó lỗi. Đó là do bị cứng nó lỗi. Ở đây hệ điều hành chúng ta chọn là Win 7 Professional X64, chọn bản này cho chắc ăn. Chọn mấy bản home, bản đồ nó thiếu chức năng mà lắp. Chọn net. Rồi đương nhiên là phải chấp nhận accept license term đúng không? Rồi chọn net. Đây là Win 7 Professional Service Pack 1. Và cái bản này tôi tải về từ Get into PC đó. Tôi có lưu lại. Tôi có lưu lại một loạt các file ISO của các ứng dụng luôn. Lát nữa tôi sẽ chia sẻ cái đường link đó ra. Tôi lưu trên OneDrive. Sau này các anh chị muốn tải về á, chúng ta cài OneDrive, chúng ta synchronize về, nó tới cả khoảng 40-50 GB trong đó, từ Win XP 2003 cho tới 2016, ghi giờ kiếm cũng mệt đó nha. Tôi đào từ Get PC, tôi đào một loạt về, tôi lưu trên OneDrive cho nó bảo đảm. Tôi chọn cái mặc định của nó là Partition 2. Đã tiến hành cài. Quá trình cài khá là đơn giản thôi. Lưu ý là đặt cái ổ cứng trên 60 GB.
Sau khi nắm vững cách cài này, các anh chị về triển khai lại trên cái hệ thống lab của mình, chúng ta xây dựng riêng một cái bộ tool đầy đủ trên một cái máy ảo máy tính mà không cần phải tiến hành nhiều cái thao tác khác nhau. Cái email tức là file ISO á thì tôi lưu ở trên SCNI phần 2 này. Nếu như mà nó nặng quá các chị copy không được thì tôi có copy trong cái ổ USB đỏ đỏ này của tôi này. Các chị cầm cắm vào máy mình copy cho nó nhanh hơn. Và cách nhanh nhất. Thì copy trên đây thì nó hơi lâu. Zalo. Sau khi các anh chị mà cài xong này thì có lẽ chúng ta là những người Việt Nam đầu tiên cài bộ tool này, tại vì nó còn mới với lại cũng một sự kiên nhẫn chứ không lát nữa các anh chị cài thì chúng ta sẽ thấy. Cài xong rồi uống cà phê xong nó chưa xong đấy. Dạ. Cái màn hình máy ảo VirtualBox này nhiều khi con chuột mà nó nằm ở phía trong của cái máy rồi chúng ta không cách nào rê ra được thì đợi một lát rồi nó thoát ra, nó load đầy đủ tiến trình quản lý ấy. Còn không chúng ta nhấn phím Control Alt Delete là nó ngắt ra được. Quá trình cài đặt nó đang tiến tới bước hoàn tất. Đây là tôi đang cài và chạy trên một cái ổ rời á, mà nó chạy cũng khá là ổn. Nhưng cái ổ rời của tôi thì là ổ SSD. Ổ SSD đó tôi sử dụng ổ của máy tính sách tay á, SSD là tôi mua cái hộp tôi gắn vô thôi. Nó cũng giá cả nó khá mềm mà chạy cũng tương đối ổn. Tốc độ copy được lên tới cũng 200, hơn 200. Ở cái ổ Kingston. Kingston mà chắc là ổ tốt á. Tại vì ổ Kingston trên thị trường thấy bán khoảng là 800-900 ngàn ổ 240GB mà tất cả những ổ đó nó nói không phải chính hãng, không chính hãng. Ổ chính hãng là phải 1.4-1.5 triệu. Thật ra Phong Vũ á hỏi nó nói là 1.5 triệu. Nó trước đây thấy bên đây có bán mấy ổ 8-900, mình biết là ổ dỗm rồi, nó biết ổ của nó bán ổ dỗm luôn. Thì nó cười nói ổ đó, tại vì mặc dù bán ổ dỗm nhưng mà nó để bảo hành như ổ xịn là 3 năm. Để lừa, nó không phải lừa chứ mà nó cũng lắc một chút. Ổ xịn là bao năm mà ổ dỗm là cứ 2 năm. Ổ dỗm thì trên AliExpress đặt về nó khoảng 800-900 mà. Sau này ra nó không giờ dám bán loại kia nữa, tại vì nó thương hiệu lớn mà. Bán ổ kia ra ổ là nhìn biết kiểm tra kỹ một chút là biết ổ tốt ổ xấu liền. Nhưng mà tôi thấy ổ SSD cho dù ổ xấu ổ tốt gì cũng vậy. Cái ổ mà tôi mua từ lâu xài tới giờ nó có hư đâu, cái thi hư lắm, tự nhiên xui xui nó hư. Cái ổ mà ổ dỗm á, tôi nói ổ dỗm á mà nó vẫn chạy rất tốt. Nó làm tốt rồi nó tốt.
Kali là nó cái bản Kali đó là bản nó dừng sẵn, bản Kali mà mình tự cài là download phải ISO về á là cũng sẽ cài từ đầu như nước rồi. Có nhiều khi là cũng phải là tự cài nó chạy mới ổn định và hiệu quả hơn, tại vì trong quá trình tự cài nó sẽ download và cập nhật những cái thành phần mới nhất của hệ thống. Bây giờ thì có thể đặt tên tên máy, cái này thì đơn giản rồi đúng không, đặt một cái tên gì đó, tôi đặt là Commando đi, bản 64 đi anh cho nó bảo đảm. Nhiều khi có nhiều ứng dụng sau này nó chỉ chạy trên 64 đó. Net password, password đặt cái gì cho nó đơn giản cũng được, cái này đâu cần phải password cho phức tạp. Net product key thì chúng ta bỏ skip đi ha, cái này thì anh có key nhập vô. Setup window accumulator cũng được. Thời gian thì chọn cái thời gian theo cái thời gian của mình đi. Next, select computer current location gì đó, chúng ta cứ chọn là public key home, cái này chắc chẳng quan trọng đâu. Là nó sẽ hoàn tất quá trình cài đặt. Đây. Thì chúng ta thấy này, bước đầu tiên là copy tập tin ISO, bước thứ hai tạo một máy ảo, lưu ý ổ cứng trên 60GB. Mấy cái lưu ý nhỏ nhỏ này thôi chứ nó cũng cần thiết, nó đỡ mất thời gian lắm. Tôi còn mất hết cả mấy tiếng đồng hồ vì quên cái lưu ý này. Mình cứ lên mình mặc định đặt 50GB là thấy ngon rồi. Lên cài xong rồi nó chạy được. Rồi FP1 nữa chứ mà bản không hợp là nhiều khi nó cũng không chạy được. Sau đó, bước nhỏ này nữa là update hệ thống đầy đủ. Nếu mà cài thành công nó sẽ hiện thị ra cái màn hình desktop có cái biểu tượng logo Commando để cho chúng ta biết là mình đã cài xong. Đây là cái máy ảo mà mình cài từ đầu. Cái này thao tác có lẽ là cũng rất là đơn giản thôi, nhiều người cũng đã từng cài rất là nhiều lần. Đầu tiên thì chúng ta vào đây và mình sẽ chọn cái chỗ là control panel để bật cái chức năng update lên, đúng không? Chọn control panel. Như cái bước tiếp theo này, update hệ thống đầy đủ thì chúng ta chọn cái control panel này. Ở đây chúng ta search cái chữ update và nó ra cái window update. Chúng ta click đầu tiên khi mới load máy lên phải chọn check for update. Mặc dù là sắp tới Microsoft nó bỏ rơi Windows 7 nhưng mà nó vẫn phải cho update. Nhưng bỏ rơi như vậy nó cũng phải hỗ trợ lâu dài, chứ còn không thì có một số chính sách hỗ trợ, nếu không chứ cũng gây thiệt hại cho người dùng lắm. Ở đây chúng ta phải chọn check for update, rồi chúng ta chọn turn on automatic update này. Click vào đây. Nó sẽ kiểm tra có cái bản nào nó sẽ tải về thêm lần nữa. Cho nên cài bộ tool này cũng cần sự kiên nhẫn nhất định. Buổi sáng không nhỉ? Những cái này ví dụ như mà những công ty chuyên bên test hoặc là có thể dựng sẵn trên cái máy phần cứng họ bán, chắc là cũng có nhiều người họ sẵn sàng họ mua sẵn luôn, mang về xài khỏe. Đó Windows 7 nó có sẵn trên trên máy rồi, vừa có bản quyền luôn, họ cài mà thêm một tool nữa nữa. Giới thiệu ví dụ chiếc máy laptop nguy hiểm nhất thế giới, nó hay đặt cái từ đó. Đối với những công cụ về bảo mật nó hay đặt cái từ nguy hiểm nhất thế giới. Dù cái điện thoại có một công ty nó cài bộ tool giống Kali Linux lên vậy, nó bán đặt tên là chiếc điện thoại nguy hiểm nhất thế giới, nó bán tới mấy ngàn đô một cái đó, mà trên đó nó cài giống bộ Kali Linux rồi các thứ rồi thôi. Hãng Pony Express nó chuyên bán về mấy cái đó, sau này họ không bán nữa, có lẽ là vi phạm về vấn đề gì đó chẳng hạn. Dù như Sockdown á, nó gọi là trình duyệt đáng sợ nhất thế giới. Liên quan tới vấn đề bảo mật, nó hay đặt mấy cái tên nghe cho nó kêu vậy đó để dễ nhớ. Thật ra những cái chữ đó chứ nó rất là hay, nó ấn tượng và giúp người khác nhớ rất kỹ. Dù như BlackBerry họ ra một cái dòng điện thoại và được một nhóm cái công ty về an ninh á, họ code lại, không phải code mà mốt lại, tắt hết camera rồi các thứ, và nó đặt tên là chiếc điện thoại bảo mật nhất thế giới và chuyên bán cho giới tội phạm.
tội phạm mà khi mà mua điện thoại đó mà lỡ bị công an bắt, nó có thể xóa dữ liệu từ xa, hủy luôn, xóa dữ liệu, khóa máy, khóa tất cả. Khó, rất khó mà cài Trojan malware virus trên đó, bởi vì trên đó nó trang bị phần mềm bảo mật rồi. Đánh chặn qua wifi cũng không được, bởi vì nó hủy, nó tắt wifi rồi, chỉ có xài 3-4G là thôi, nó bảo đảm hoàn toàn, chống mất máy rồi làm đủ thứ. Phần mềm nhắn tin, email, duyệt web trên đó là phần mềm có được mã hóa đầy đủ luôn. Thật ra chúng ta vẫn có thể tự cài như là Oxford, Oxford, To, các thứ đó, nó cài lên vẫn được. Nhưng mà lý do là nó bán cho tội phạm dùng nhiều, và những thông tin lưu trữ trên đó thì bên bộ phận an ninh hoặc là công an, PI rồi đó, không có thể dò ra, nên nó liên quan và nó ghép thành cái tội luôn. Và sau này công ty nên không bán nữa, mặc dù nó đã bán được rất là nhiều. Theo tin trên báo là nó bán được tới mười mấy triệu đô tiền điện thoại. Đó là cũng là một cái ý tưởng rất là sáng tạo. Bán trên một cái dòng BlackBerry mà sau này thất sủng rồi, người dùng không xài tới nữa. Không xài thì nó lại bán càng rẻ, trong khi cái cấu hình máy của BlackBerry nó vừa ngon nữa, đẹp, chuẩn. Hiện nay ở Việt Nam hình như có dòng máy dành riêng cho các cán bộ lãnh đạo cao cấp của Vin họ phát triển, ít nhất là phải cài những phần mềm bảo mật mã hóa để người khác không truy cập được, rồi những cái dạng như wifi qua đường họ sẽ hạn chế. Thậm chí có một số nhân vật quan trọng là khi mà di chuyển họ có một thiết bị phát wifi riêng. Có một số người làm về an ninh thông tin đó, dù cấp tướng cấp tá gì đó, tôi nghe nói là khi họ đi họ có một cái thiết bị giống như cục phát wifi riêng của họ vậy đó, phát cái mạng riêng. Thậm chí là cái thiết bị đó nó có khả năng phá cả sóng xung quanh luôn, phá sóng portable vậy đó, để mà hạn chế cái sự tương tác và đánh cắp dữ liệu trong những cái lúc mà truyền thông tin bí mật. Nó có, tại vì mình thì chưa gặp mấy người đó, nhưng mà có ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn này thì nói chú của nó là cấp tướng, thì khi mà đi cũng có một cái bộ phát riêng, có thể là sim 4G, 3G hay một công nghệ nào đó, điện thoại là kết nối qua đó để mà đi ra ngoài internet thôi. Chứ còn mình run chung vô các mạng wifi thì cũng rủi ro, mà trang bị kỹ năng cho các cán bộ đó thì khó nữa, thì lớn tuổi rồi làm nhiều thứ, hướng dẫn về kỹ năng an toàn khó, thường dành riêng một đường bảo đảm, thậm chí khi nào cần cái đồ quan trọng thì phá sóng luôn chẳng hạn. Đương nhiên chắc chắn là cũng phải có những thiết bị ra nghe trộm, giám sát, chắc chắn luôn phải có trang bị đầy đủ những cái hệ thống đó. Quá trình nó kiểm tra update này xong thì nó sẽ cài update. Thì xong rồi đó chúng ta có thể tiến hành được. Ở đây thì trong quá trình nó cài update thì tôi cài luôn cái Google Chrome để cho nó chạy cho nó thuận tiện và dễ dàng. Ở đây tôi anh chị Chrome. Thậm chí có một số khuyến cáo của Microsoft, nó kêu không nên xài bản Microsoft Edge của nó nữa mà. Bản đó nó lỗi nhiều đó. Tôi download cái Google Chrome về. Của máy Wii có chọn được cái ổ đĩa ISO không? Chọn cái file ISO rồi mới tiếp tục nha. Đây là sau khi mà chúng ta tôi cài xong cái Chrome rồi, tôi gõ vào đây cái GitHub Commando. Để nó load vào cái trang nó cho lẹ mà. Commando VM cho tôi nó ra cái dự án của ai á. Cái GitHub này nó cũng hay nha, nó làm cái dự án để chúng ta chia sẻ đồng bộ hóa cái dự án và cái update bổ sung hay lắm á. Mà mình chưa xài thôi, cho nó thật sự hay. Nên nếu như mà các anh chị cần có nhu cầu xài á, xài GitHub, cần phải nghiên cứu nó là cái gì. Trưởng dự án, cha đẻ của dự án này cũng chính là người đã triển khai phát minh ra dự án Linux á. Chính là Linus Torvalds luôn á. Thì các anh chị vào cái trang này solo, bỏ ra khoảng 1-2 tiếng là hiểu được GitHub là gì, cách triển khai thế nào.
Hiện nay nó đọc vị án dạy về lập trình mà tôi thấy cực hay. Ai mà ví dụ như mà muốn trở thành siêu về bảo mật luôn thì phải học thêm Python, Ruby. Thì trong cái dự án này nó hướng dẫn học từng bước, nó có cả trình thông dịch, biên dịch trong đó luôn. Có cả ví dụ bài tập, phải trả lời đúng cái cú pháp này mới cho qua bài mới. Thì đó là rất hay. Tôi hay vô đây tôi học về Python, v.v. Trong đây nó sẽ có cái hướng dẫn về GitHub. Bỏ ra GitHub thì chỉ 17 bài thôi. Còn cái Python này, ví dụ Python 3 này, chúng ta có thể cài đặt trên điện thoại. Đó, cài trên điện thoại sau đó rồi rảnh rỗi mình ngồi mở ra mình xem thôi. Mất khoảng 2 tháng bảo đảm nắm Python nắm vững luôn á. Cách nó dạy rất hay. Và cái trang này được đưa vào trong các trường đại học của Mỹ để dạy lập trình cho sinh viên đó. Solo là tự học hay thế nào đó. You what in Python này. Hả? À? So make it hả? School nào? Nó cũng đúng rồi. Và tôi thấy thằng này nó dạy kiểu là nó tương tác và khá là dễ làm theo. Tôi quay lại cái máy ảo mình nha. Đây là tôi nhỉ. Tôi quay lại với cái commando, tôi click vào cái commando này để tải về. Cách tải về thế nào? Hồi nãy Lan mang qua GitHub giới thiệu trên GitHub trên Solarland nên nó mất hết một khúc bên đó. Đây là trang GitHub này, đây là một dự án của Linus Torvalds á. Thì khi vào là nó có một nút clone and download. Tôi chưa hiểu hết cái cách lưu trữ và quản lý cái dự án, đặc biệt là phần mềm của nó. Có nhiều cái nó chia sẻ sách tài liệu trên đây cũng rất là hay. Trước đây là support.net là số 1 về lưu trữ những dự án này, mà nó thậm chí nó có giải thưởng là cao đến nỗi là ngang ngửa giải thưởng của Linus luôn đó. Mà sau này thì tất cả nó chuyển vào GitHub, click clone, download zip về. Và hướng dẫn các bước cài đặt đầu tiên nữa là mình sẽ làm một chút. Cái gói này thì khoảng 10 MB. Ta xem nó tải trong bao lâu. Nó hơi lâu rồi. Thì các bước cài đặt nó như sau, chúng ta cần lưu ý những cái hình icon nét tốt sau khi cài xong mà nó ra cái này là thành công rồi. Đây là cái yêu cầu tối thiểu của nó đấy. Đầu tiên là chúng ta phải mở PowerShell bằng Administrator. Để mở PowerShell bằng Administrator là như thế nào? Là chúng ta click, ví dụ click vào đây này, gõ CMD chẳng hạn. CMD này nó không có hiển thị lên giống thằng Win 7 ha. Có cách nào? Nó không có. Này tại trên Win 8. Tức là mở bằng Runner Administrator cái CMD, sau đó gõ vào đây. Ở đây cái dòng là PowerShell. PowerShell phải bằng admin nhé. Sẽ vô cái BS này. PowerShell của hệ thống là có từ các dòng Win 7. Sau đó phải chạy một cái script. Nhớ chạy script này để cài commando. Ta commando vm. Ta chạy PowerShell với quyền cao nhất admin và chạy lệnh. Cái lệnh này không phải đâu. Máy ảo nó qua đây nó không copy được nên tôi search lại đây GitHub commando vm. Cái lệnh đó để nó tắt những cái hạn chế đi thì mới cài được. Nó chạy cái lệnh này. Copy vào thôi. Dù như đây tôi mở cái PowerShell này để chạy cái lệnh đó, tôi copy vô đây. Tức là bỏ những cái hạn chế đi. Ở đây là demo trên Win 8 mà chưa chạy bằng cái quyền hạn cao nhất nên nó ra vậy đó. Cái này phải chạy bằng Runner Administrator. Sau khi mà chạy cái lệnh trên thì chúng ta giải nén cái file mà đã đào về. Giải nén file commando vm và vào thư mục cài đặt.
đã giải nén, chạy lên. Lệnh này là chạy trong PowerShell á, chấm xuyệt install BS1. Nên khai báo cả mật khẩu nữa luôn để khỏi phải gõ lại password. Ví dụ như hồi nãy tôi đặt password 123, mình trừ trừ password 123 nữa thì quá trình cài đặt nó sẽ tiến hành hình như một trừ thôi. Đợi nó dạ xong rồi chúng ta sẽ, đây tôi sẽ đi vào những cái bước hướng dẫn cài đặt tiếp theo. Tức là sau khi mà đã cài đặt xong cái Windows 7 SP1 rồi, chúng ta tải và download các bản update. Trong thực tế sau này khi các anh chị cài là cứ ngồi đợi cho nó update xong retag lại máy, update xong retag lại máy khoảng 3 lần á là nó suôn sẻ. Và ở đây thì tôi là tải cái commando vmmaster.zip này, mình giải nén ra, extract ra, nén ra đơn giản thôi, khoảng 10 mb thôi, rất là nhẹ. Rồi đúng nén ra tự động nó xóa kia luôn à. Này, chắc nó có cái, à không phải, mình chọn nó tự động hiển thị đó. Thì để thông dụng các anh chị nên copy nó qua một cái ổ nào đó cho nó, rồi ổ C đi. Ổ C, chúng ta đặt tên là Commando đi. Commando chứ. Mấy cái công cụ về bảo mật với lại secure nó thích đặt cái chữ này nghe nó. Ví dụ phần mềm antivirus thì nó đặt là Commando, tức là tên của, có lẽ là của loài rồng Commando đó. Rồng kia thì cô là chữ K. Rồi cách cài đặt tiếp theo, chúng ta mở cái PowerShell với quyền admin. Ở trên đây mở thì dễ hơn Win 8. Chúng ta click chuột phải đây nè. Không phải lấy được phải, gõ vào đây chữ CMD. Thì khi các anh chị gõ CMD nó hiện từ cái viết tắt, cái biểu tượng ở trên kia. Nếu như mà không thấy thì chúng ta nên tạo cái shortcut của chương trình CMD ra, rồi chúng ta lấy được phải là nó cho chạy run air. Lấy được phải đây, run air administrator. Chúng ta phải chạy cái này, không thôi nó sẽ không có đủ quyền. Vào trong cái màn hình phía bên trong, chúng ta tiếp tục chạy cái lệnh là PowerShell. Là một cái bộ tool rất là cần thiết cho công tác quản trị. Với PowerShell mình có thể làm được rất là nhiều thứ. Thậm chí nó có cả những cái tài liệu chuyên về PowerShell. Ví dụ như trong cái trang All in ebook đó, đã đi search thì PowerShell nó ra nhiều cái tài liệu, các thao tác quản trị. Ví dụ như chúng ta tạo một lúc mấy trăm tài khoản người dùng trên Active Directory. Ngày xưa tạo rất là vất vả, sau này có Windows PowerShell đó, chỉ cần Excel script vô rồi nó tạo làm nhiều thứ rất là hay. Trừ khi mà các anh chị chạy PowerShell thì nó ra cái dấu nhắc BS đây. Chúng ta chuyển tới cái folder mà mình đã tạo và copy cái suột của Commando vào. Ta cd chấm chấm đúng không? Chuyển tới cái mục trước. Cd Commando. Để kiểm tra cái thư mục trong đó chúng ta đánh lệnh dir. Đánh lệnh dir thì nó có một cái tiện ích là install.bs1 này. Nhưng mà trước khi đó thì chúng ta phải chạy cái script để mà loại bỏ những cái hạn chế để cần thiết cho quá trình cài đặt. Ok, hồi nãy tôi nói tới vấn đề là mình phải chạy cái set execution policy unrestricted, tức là không có hạn chế gì đó, tức là nó mở ra. Thì chúng ta chạy cái này trong PowerShell. Hồi nãy chúng ta đã mở PowerShell rồi, có chữ BS trước này với quyền admin. Các anh chị bắt cái lệnh vào đây, rồi enter. Nó không có báo cái gì, tức là ok. Hồi nãy tôi chạy trên Win 8 mà chưa đủ quyền, nó báo một dòng màu đỏ, tức là chưa overlay nữa lên. Thì bây giờ thì bắt đầu mình chạy cái lệnh cài đặt là xong thôi. Chấm xuyệt install trừ password để nó khỏi, tí nữa khỏi phải gõ mà. Rất là đơn giản. Chấm xuyệt install, gõ tab giống như Linux vậy đó, nó tự điền trừ password. Password hồi nãy tôi đặt khá đơn giản là 123. Enter. Thì nó nói là chọn cái phím nào để cài. D là không chạy, do not run. R run one, S là suspend. Ở đây thì đương nhiên chúng ta chọn chữ R rồi, mặc định nó sẽ là chữ D. Mình đọc lướt qua một tí thôi là mình sẽ nắm cái tinh thần của nó. Rồi enter.
rồi nó sẽ check trip running administrator, kiểm tra cái sự tương thích, rồi Microsoft Windows 7 đã được support, kiểm tra hot đã được cấu hình với các update hay chưa. Trong tình huống này nếu như chưa update thì nó sẽ đợi chúng ta update xong rồi nó cài. Trong quá trình cài nó sẽ restart máy, tự restart máy xong rồi tự nó login vào tự nó chạy lại cái tiến trình này. Tiếp theo là chúng ta, nó hỏi có muốn test cái laptop lại không, chọn no, đây mấy ảo mà đâu cần đâu, rồi chọn n, bắt đầu nó sẽ tiến hành cài đặt cho chúng ta, nó sẽ tải về. Hầu như ngay bước này là tự làm và trên các hệ thống nó đã được support đầy đủ rồi thì cũng không có lỗi gì xảy ra cả. Khi mà tôi thử nghiệm mà chưa update đầy đủ thì nó mới bị thoát ra, khi tôi update thì chạy lại nó sẽ ok hết, hơi lâu thôi. Chạy mà nhanh thì phải là theo như trên nó nói là 3-4 tiếng, tiến trình này 3-4 tiếng. Ở đây nên tôi chạy hướng dẫn các bước tổng quát, tuy nhiên là tôi có cài sẵn rồi và làm theo các đúng bước bước như vậy thì sẽ không có trở ngại gì cả, nó hoàn toàn là ổn. Đó như là này là coi như cài được rồi đó. Vậy là bây giờ ngồi đợi 4-5 tiếng, 4 tiếng là trên mạng mạnh, nó mạng 50 còn mạng ở đây mấy chục người cùng cài, một cài chắc chưa cài xong. 10 mê này chẳng qua là cái kịch bản để mà cài đặt nó ghét thôi, còn bây giờ thì thật ra là nó sẽ tải các tool về. Thì ổ cứng ví dụ như tôi thiết lập là 70GB, cài xong nó còn trống 31GB. Biết rồi nội cái vấn đề download không à? Mà trong đây vừa download về cài, nên nó lâu cái chỗ đó. Tiến trình nó cứ như vậy, nó chạy và nó sẽ restart lại máy. Được cái restart xong vô nó chạy lại, tự động làm chúng ta. Khi nào mà chúng ta thấy ra cái màn hình biểu tượng của commando này, tức là cài xong, nó tự thiết lập lại cái desktop luôn, làm cho đẹp, mà còn đương nhiên là mình thay đổi được, nó bật update rồi nó tắt update, nó làm vui làm tới. Nhưng mà cái script nó khá là ổn, chúng ta chạy trên Windows thì phải dùng cái này nó mới ổn định được, chứ còn chạy trên desktop thì nó khá là chuối. Desktop chạy cho vui thôi, tại vì nhiều ứng dụng như hôm qua chúng ta thử nghiệm, nó chạy nó lỗi rồi nó không gọi được Ruby đâu, tại khi đó nó phải liên kết, nhiều khi liên kết tới với những cái service của hệ thống nữa mà nó không có gọi được. Còn đây là nó ổn định nên chạy khá ngon. Đây tôi sẽ mở một cái bảng tôi cài sẵn để các chị tham khảo. Đây là một cái máy mà tôi đã cài hoàn tất. Ví dụ như tôi muốn lưu lại một bản thì tôi chỉ cần chọn là file export ra để lưu lại một bản. Trước khi lưu lại tôi mở ra để các chị xem. Các công cụ, các tool kit thì nó cũng như là chúng ta thực hành mấy bữa nay, chỉ khác là chạy trên Windows. Đây tôi click nút start để mở nó lên, chạy Windows cho nó thuận tiện. Như vậy thì coi như là quá trình cài đặt thì cứ như vậy là nó sẽ diễn ra. Và hoàn tất thì chúng ta không có đủ thời gian để mà cài đặt cho nó đầy đủ. Thì sau này về trên cái lại là cái hệ thống lab của mình, các chị cứ tiến hành theo thì chắc chắn 100% là nó sẽ cài đặt được thôi, không có vấn đề trở ngại gì cả. Toàn bộ quá trình thì khoảng trong vòng 3-4 tiếng đồng hồ nó sẽ cài xong trên một hệ thống mạng có tốc độ tốt, khoảng là 340 byte/s là nó sẽ cài đặt trong vòng khoảng 3-4 tiếng. Đây tôi sẽ chia sẻ lại cái bài trình bày này để sau này khi các anh chị cần có thể thực hiện lại cho nó thuận tiện. Ngoài ra chúng ta nên copy lại cái file ISO của Windows 7 để cho đó là bản Windows 7 XP1 rồi đó. Sau này khi cần cài đỡ phải kiếm và kiếm cái bản không đúng của nó, mất công nó chạy không ổn.